Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng chú gấu Bắc Cực đang giả vờ bò lê trên băng để chơi đùa. Thực tế, dáng đi đặc biệt này là lựa chọn đầy bất đắc dĩ của gấu Bắc Cực. Trong những năm gần đây, do hiện tượng ấm lên toàn cầu, bề mặt băng dần tan chảy và lớp băng càng ngày càng mỏng đi, nơi đứng vững của gấu Bắc Cực cũng ngày càng ít đi. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể rơi xuống hồ băng, nó sẽ phải vật lộn mất nửa ngày mới thoát ra được. Cách di chuyển bằng cách nằm xuống và trượt đi này chính là sự lựa chọn của gấu Bắc Cực trước tình trạng băng mỏng. Chúng sẽ truyền đạt kinh nghiệm này qua lời nói và hành động, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chỉ cần một chút không chú ý là có thể rơi xuống hồ băng.